Rồi đây là sẽ là câu hỏi phụ nha. Mát mát là tên gọi của loại cây trái cây quen thuộc nào ở Đà Lạt? Quý khán giả trên kênh Phủ Sen Đà Lạt và kênh Cuộc Sống Đà Lạt. Hôm nay thì cũng phải chắc có hơn một năm nữa, có khi tới 2 năm rồi Cam mới quay lại Đà Lạt. Rất là vui và thấy mọi thứ ở đây nó đổi thay rất là nhiều. Mình đang có mặt ở cái khu vực mà các bạn hay gọi là gì đó, Hồng Kông bên Hồng Kông Đà Lạt. Các bạn khán giả của Colorman nếu thấy hai kênh này thì các bạn đổ qua đăng ký nha, và ngược lại nha. Dạ rồi. Mọi người đăng ký kênh Colorman nha. Anh sẽ tham gia cái game show cùng với anh Colorman. Thì Vũ sẽ cố gắng làm sao hết sức để đạt được giải thưởng, và được thì Vũ sẽ ủng hộ hoàn toàn 100% vào quỹ phát triển cộng đồng của JCI. Thì mong mọi người sẽ ủng hộ cho Vũ nha. Mà không được thì thôi cũng chịu thôi. Rồi, ngày hôm nay thì Vũ có mặt ở đây để tham dự cái game show cùng với anh Colorman. Thì Vũ cũng có thông tin từ sáng rằng là anh sẽ có quanh Đà Lạt mình để tổ chức một cái game show cũng như là quay một số cái video cái trải nghiệm để chơi cùng anh Điền. Có cảm ơn anh Điền. Câu hỏi đầu tiên, nếu như được làm được câu hỏi đầu tiên, các bạn sẽ nhận được giải thưởng là 500.000. Chỉ cần trả lời đúng một câu đầu tiên. Câu đầu tiên rất là đơn giản. Nó đơn giản như thế nào chút xíu nữa câu là sẽ giải thích cho quý vị các bạn xem. Câu thứ hai, vừa qua câu thứ hai giải thưởng là 1 triệu. Câu thứ ba 2 triệu. Câu thứ tư 5 triệu. Và câu cuối cùng là 10 triệu. Và kính thưa quý vị các bạn, chỉ có 5 câu hỏi thôi, nhưng mà quý vị các bạn còn có được 3 quyền trợ giúp. Sau đó lên trước là sẽ có một câu rất là đơn giản đầu tiên luôn. Chú ơi, đó là lưu tiên cho nữ hay nam? Nữ. Ủa này không thấy nữ gì chưa? Đây. Bạn nữ đi, bạn nữ áo đen đi. Đây, cứ là một bạn nữ xong đến bạn nam, xong bạn nữ, bạn nam ha. Cố lên. Trả lời trước, các bạn trả lời sai thì bạn kia là quyền thuộc về bạn kia. Nếu bạn nào mà đến đây trước mà trả lời đúng thì xem như là bạn có giành được cái quyền để làm dự định cái cuối cùng của chúng mình ngày nay, đúng không? Đỏ là lớn rồi. Rồi đứng lên nhìn luôn. Rồi đó. Bạn đến từ đứng đầu. Em tên gì? Cô tên Như. Đi lâu với tay đây. Đi chơi. Cô đi tập thể dục. Đi tập thể dục, cô đi từ đường tổ dưỡng tới đây. Không phải là cô sinh viên ở trường đại học. Sinh viên học ở đây đúng không? Rồi, đẹp nha. Đó là tiếng. À rồi thì ok. Rồi bây giờ là đang một câu hỏi phụ để cho hai bạn có cái để xem là ai sẽ nhận những quyền đi là người chơi cuối cùng ngày hôm nay nha. Rồi, rồi đây là sẽ là câu hỏi phụ nha. Mát mát là tên gọi của loại cây trái cây quen thuộc nào ở Đà Lạt? Rồi như giơ tay rồi. Mát mát là tên gọi của loại trái cây quen thuộc ở Đà Lạt. Khi dân trên nước rồi. Rồi, xin mời bạn. Chân dây. Rồi, đây là một đáp án chính xác. Rồi, chúc mừng bạn. Rồi, đẹp lắm. Cái này được chưa? Hả? 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 Hả?
cái màn này mà em thắng thì em cũng sẽ chứng kiến gì trong thời gian tới này. Thì ngày hôm nay rất là hay luôn là Vũ đã gặp được anh Điền tại Đà Lạt. Thiệt sự đó là người mà để truyền cảm hứng cho Vũ thành lập cái kênh Vũ Sense Đà Lạt này. Thì Vũ rất vui luôn đã được tham gia chương trình, và kết quả như thế nào thì mọi người có thể đón xem chương trình là quà tặng bất ngờ của anh Điền nha.